mít cho tất cả mọi người nha. Hôm nay thì nhóm sẽ phát quà ở đường Phan Đình Trắng. Đây. Em vô chị, cho bản thân tụi em nhiều khi đi vô nhiều khu F0 rồi á. 25 phòng đúng rồi. Là chiếc xe đầu tiên và chiếc xe ba gác thứ hai. Hai mươi lăm phần đại diện giùm em nha. 25 phần chị. Rồi chị gái nào đại diện nhận á, là chị tưởng hướng dẫn phần quà như thế nào, tí nữa mình vô mình chia cho bà con ha. Mình hạn chế tụ tập á. À khu trọ túc ở trong sâu luôn nha. Sâu ở trong luôn. Nào một người có đâu muốn thì em nha. Thôi phần quà vậy ha. Một bịch gà thì ha. Rồi với lại 5 kg gạo nha. Rau muống là bữa nay có dư á. 25 phần không coi. Đúng rồi. Là do là bịch nào là hết cá thì bỏ gà nhiều nha. Tụi chị đã cộng trừ nhân chia rồi nha. Một bao là 7 bó. 25 phần mà 4728. Rồi vậy nha em nha. Thì em đại diện nhóm chị tưởng giúp chị chia ra mỗi người một phần, tại vì hiện tại giờ không có tập trung được đó, chứ đúng là chị tưởng mọi người xếp hàng, chị tưởng phát luôn em khỏi chia nha. Mọi người mỗi phần quà như nhau nha. Rồi tụi em đi nha. Kế tiếp điểm tiếp theo đó là địa chỉ ở D3-18C ấp 4 xã Tân Kiên huyện Bình Chánh. Thì nơi đây tổng phần quà là 30 phần. 30 phần nha chị tưởng. Hả? 30 nha. 30 ờ đúng rồi. Ở đây giống đồng quê quá ha. Ừ, đúng rồi. Nơi đồng quê. Rồi điểm xuống tại chỗ này luôn. Địa chỉ là D3-20B ấp 4 là 18 phần luôn. Mình ở trong hẻm sâu hả chị? Dạ, trong hẻm này thôi, không có quay đầu xe ra được. À, hồi giờ mình có nhận hỗ trợ ở đâu chưa? Dạ chưa, ở trong đó trong vùng sâu quá. Dạ, đây là lần đầu tiên nhận đăng ký bên chị tưởng không mùi là nhận luôn ha. Rồi. Dạ cho em bỏ đây. Đúng rồi, bỏ đây cho họ đây rồi chị. À, bỏ luôn đây đây. Anh bỏ đây đi. Dạ đúng rồi. Ở đây là đi cùng một tuyến đường nhưng được hai xóm chợ luôn, nên nhóm sẽ không di chuyển. Chị chia sẻ là cái hẻm nó nhỏ. Còn dương phần cho bà luôn đi. Khoan cô còn được đây là hai phần mà phát sinh thêm mình đi. Em có đi sẵn hết rồi. Đi vô đây cô chị ăn vô để cái này giờ chia một gì chia ra đi. Ủa, cô. Lấy nữa cô. Bà ơi còn mà. Không muốn còn dư nữa không? Dư không? Dư. Thấy cô nó nghĩ vô không? Bỏ đây cho bà con bây giờ hết ấy thì mọi người có không muốn ăn đỡ đi. Bà con dùng đỡ ra muốn ha, nói gì dùng nấy nha. Tại vì nhóm đi là có theo số lượng và danh sách rồi, danh sách thì mình đang cầm trên tay đây. Số lượng danh sách. Nên mỗi lần như vậy thì chỉ có thể đem dư khoảng tầm khoảng 5 đến 10 phần thôi. Ôm rau về nhà đi con. Đeo khẩu trang rồi vô chứ. Ôm rau về nhà đi, đeo khẩu trang vô. Lúc nãy thì cả nhóm đang phát quà ở cái xã Tân Kiên huyện Bình Chánh, thì đang từ xã Tân Kiên di chuyển qua xã An Phú Tây huyện Bình Chánh. Thì nơi đây tổng số phần quà còn lại là 75 phần phát ở hai điểm ở xã An Phú Tây, và đây là cái điểm đầu tiên của xã An Phú Tây của buổi chiều hôm nay. Phía trước vẫn là hai xe ba gác của anh Nghĩa và anh Thảo đang hỗ trợ thực phẩm và có em Phong
giờ thì có ở Bình Chánh thì có rất là nhiều chốt, nên mình phải đi đường vòng, đi qua cái đường Bờ Huệ gì đó để được vào địa điểm là 50 phần quà. Đây, hôm nay thì Lê Thị sẽ cho mọi người xem toàn cảnh của cái đường đi vào Bình Chánh của xã An Phú Tây nha. Cua vô đường Bờ Huệ á. Giống như đồng quê luôn á. Đất ở đây giống như cái cảnh ở đây giống như là ở quê á, trong nước miền Tây, có dừa nước, có mít, có bình bát, quá trời luôn. Đâu phải ghét em, không cho em phải không? Tại sao quá trời luôn á, đi á. Đi cái đường qua đây nó trẻo qua đây nữa. Ở đây là gọi là gì em, cho đây là cái vận gì? Ở đây bao nhiêu vận? Dạ 25 phần. Xuống hết luôn anh ơi, điểm cuối rồi đó. Ghe con nhiêu nha? Ghe con hả, cho 8 mình ta muốn thôi. 25 phần, xuống 25 phần, quên. Có gì ở đây ai? Gà có gì đó. Đây là địa điểm của đúng không? Đúng không? Ở đây gì? Gà đủ không con? Dư luôn á. Xã An Phú Tây. Dạ. Tại do nhóm em ở quận 5. Dạ. Quyện Bình Chánh là xã An Phú Tây. Dạ. An Phú Tây quyện Bình Chánh. Dạ. Dạ nước ta la đi đi. Đừng ấp máy đi, em đây ấp máy xã Bình Chánh. Dạ ấp 1. Ấp 1. An Phú Tây. Ấp 1 xã An Phú Tây Bình Chánh. Dạ chút nữa đi về là đi quần lại. Dạ đúng rồi, vòng lại xuống dưới luôn. Trường trung học á. Dạ đúng rồi, trường học vòng lên. Thôi giờ mình được nhận hỗ trợ ở đâu cho chị? Dạ chưa, không có ai cho, chỉ có trong nhà trọ thì có, chứ dân ở đây có ai cho lắm. Dạ, năm tuổi không? Mình cũng đăng ký xin nhiều chỗ rồi hả? Dạ đúng rồi, em đăng ký nhiều, em lên mạng thấy ai cho em có đăng ký mà chưa có ai cho hết trơn á. Đây nè. Đăng ký nữa luôn ha. Ui, tao cho nhà trọ không à nhà. Dạ em cái này gạo này dư ha. Dư đại diện dạ, 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 dư 25 phần dạ. Hả sao? Sao em? Dạ dư 25 phần em đem chia để em coi. Dư hả? Dư cho bà đi bà nè. Dạ không có phần luôn bà, rồi. Có phần luôn hả? Dạ, lát em đi, có phần rồi. Có phần rồi, em này nó xin rồi. Em xin giờ mời lát rồi em chia cho chị ba. Rồi. Sữa chị chia dùng con nít cho em nha. Gạo gà gì có dư mà cho mày xin luôn cho người ta. Thì cũng xong cái điểm phát cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Nhóm cũng kết thúc video. Cảm ơn tất cả ông bà cô chú anh chị đã thương yêu và theo dõi video ạ. Ở đây thì có hơn 2 tấn rưỡi rau của bác Ba Trầu gửi tặng cho nhóm. Thì sau khi phát quà về rồi thì nhóm sẽ tiếp tục đi phát rau. Đây là những phần rau đã ra rồi để bà con. Ai cần rau thì cứ tới đấy nha.